kính chào tất cả khán giả của Usagi Vlog. Đây là sân vận động đấy và trước mắt chúng ta đang là trận đấu tâm điểm trong cổ vòng đấu thứ 18 của giải bóng đá quốc gia Naibok với những 2022. Đọ sức giữa hai câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hải Phòng. Trước trận đấu này ở vòng đấu thứ 17, sau khi kết thúc vòng đấu thứ 17 thì hai đội bóng này đang đứng ở vị trí lần lượt là vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với cùng 28 điểm. Và ngày hôm nay chỉ cần một trong hai đội bóng giành chiến thắng thì khoảng cách giữa họ và đội bóng nhất bảng hiện tại là câu lạc bộ Hà Nội sẽ chỉ rút ngắn xuống còn 3 điểm. Khoảng cách đúng bằng một trận thắng và chúng ta cùng chờ đợi xem ngày hôm nay trận đấu sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Đây là tấm vé theo dõi trận đấu này của mình. Nói chung là các trận đấu của Viettel thì bao giờ mình vậy, bao giờ đến sân mình mới mua. Trừ một số trận đấu nào mà có thể là tính chất nó nóng hơn một chút. Nhưng mà mặc dù năm nay trận đấu tâm điểm nhưng mà mình đến mua vé thì vẫn khá là vắng cổ động viên. Hiện tại trong sân thì cổ động viên Hải Phòng đến khá đông rồi. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngoài sân một chút để đi dạo một chút, bởi vì ngày hôm nay thì Hà Nội đã trở lại, thời tiết thì nó rất là mát mẻ, trời rất là đẹp luôn. Vậy là mình đã có mặt trong sân và cầu thủ hai đội đang khởi động. Là những cầu thủ dự bị mà theo trận đấu ngày hôm nay: Ngọc Sơn, Hoàng Hùng, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Minh, Pedro Paulo, Tuấn Tài, Quang Khải. Và đây là những cầu thủ đá chính của Viettel: Nhâm Mạnh Dũng, Tân Kiên, Trưởng Bùi Tiến Dũng, Vũ Thắng và sự trở lại của Hoàng Đức. Như vậy là sau nhà Trần Dương, Hoàng Đức đã trở lại trong đội hình xuất phát của trận đấu ngày hôm nay. Và thật chất là sau ngày ăn thì Hoàng Đức chỉ xuất phát từ 3 cái sự bị, nên anh đã không đặt sân nhiều trận trước mà chỉ là đăng ký thêm 3 cái sự bị hơn. Đây là hai thủ môn tiếp theo. Nay thì mình đổi vị trí một chút, ngồi cái này A cho nó rõ một chút. Đây là các cầu thủ Hải Phòng: Evande, Hải Huy, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Văn Minh. Ở trận đấu đi thì Viettel đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Đây là khu vực khán đài B, nơi mình vẫn thường xuyên ngồi cho các trận đấu Viettel trong thời gian vừa qua. Các cổ động viên Viettel cũng đã đến khá đông rồi, nhưng các cổ động viên đội khách thì đến kia đông hơn. Cổ động viên Hải Phòng thì khi nào đội bóng thiếu thắng đấy thì bao giờ cũng sẽ rất đông khán giả, đặc biệt là những trận đấu đá với câu lạc bộ Hà Nội. Trước trận đấu này diễn ra thì phong độ của hai đội bóng đang gần như là ngang nhau. Về phía đội chủ nhà các đội Viettel, họ đã để thua trong đó có tỷ số là 1-2, sau đó đã có hai chiến thắng liên tiếp, chiến thắng 4-0 trước câu lạc bộ Nam Định và chiến thắng 1-0 trước Sao Vàng trên sân khách ở vòng đấu trước. Sau đó thì về phía câu lạc bộ Hải Phòng, ba trận đấu gần nhất thì họ đã bất bại và chiến thắng 2-0 trước SCB Đà Nẵng trên sân khách. Sau đó là hòa không đều trước Tân Lâm Định trên sông Quy Nhơn và cùng hòa Hoàng Gia Lai là 1 đều trên sông Động Lạch Tray. Và đáng nói hơn thì hai trận đấu gặp SCB Đà Nẵng cũng như trận đấu gặp Tân Lâm Định là những trận đấu mà Hải Phòng thi đấu với không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Và một trước thì huấn luyện viên Nghiêm đã trở lại, có huấn luyện của Hải Phòng sau thời gian đi học bằng huấn luyện viên pro, bằng pro ở Nhật Bản. Đây là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đội trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng, người đang rất thành công với bóng đá cả. Trong mùa giải thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chỉ đặt mục tiêu với câu lạc bộ Hải Phòng là trụ hạng. Tuy nhiên thì hiện tại những gì Hải Phòng đang làm được đang vượt ngoài sự mong đợi khi họ đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trước vòng đấu thứ 17 này. Và các bạn tiếp theo dõi, ban tổ chức xin giới thiệu đội hình ra sân của hai câu lạc bộ trong trận đấu ngày hôm nay như sau. Bên phía câu lạc bộ Viettel ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng tất trắng, thủ môn áo đen quần đen tất đen, các cầu thủ số 3 Nguyễn Thanh Bình, số 4 Bùi Tiến Dũng mang băng đội trưởng, số 8 Nguyễn Hữu Thắng, số 11 Gia Hà, số 12 Hồ Khắc Ngọc, số 15 Nguyễn Xuân Kiên, số 26 Trần Nguyên Mạnh, số 28 Nguyễn Hoàng Đức, số 88 Bùi Duy Thường, số 94 Giovanni Mango, số 99 Nhâm Mạnh Dũng, huấn luyện viên trưởng ông Lê Duy Huân. Câu lạc bộ Hải Phòng ra sân trong trang phục áo vàng quần vàng tất vàng, thủ môn áo xanh quần xanh tất đen, các cầu thủ số 1 Nguyễn Đình Triệu, số 7 Joseph Mbappe, số 8 Moses, số 9 Di Mario, số 10 Trương Ngọc Quang, số 14 Nguyễn Hải Huy non đội trưởng, số 15 Đặng Văn Tới, số 16 Bùi Tiến Dũng, số 17 Phạm Trung Hiếu, số 28 Hoàng Thái Bình và số 97 Triệu Việt Hưng. Huấn luyện viên trưởng ông Chu Đình Nghiêm, tổ trọng tài điều hành trận đấu: trọng tài chính ông Trần Đình Thịnh, trợ lý 1 ông Trần Duy Khánh, trợ lý 2 ông Trần Văn Hải,
trọng tài thứ tư Vũ Nguyên Vũ, giám sát trận đấu ông Hoàng Ngọc Tuấn, giám sát trận tài ông Phạm Phú Hùng, điều phối viên ông Nguyễn Văn Phong, cán bộ truyền thông bà Phạm Thị Thu Hà. Bến cảng quê hương tôi đang được vang lên trên khu vực khán đài B14 của sân Hàm Rẫy từ các cổ viên đội khách câu lạc bộ Hải Phòng. Truyền thống của đội Hải Phòng. Phan Tuấn Tài, người đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam để hóa thành công ở trận đấu gặp đội tuyển Singapore. Trong hiệp một anh đã thi đấu rất tốt với người đồng đội Nhâm Mạnh Dũng. Hôm nay thì mình sẽ tham gia trận đấu này với tư cách là một cổ động viên trung lập, khi mà Hà Nội bóng mình thích không thi đấu ở bóng đấu này. Ở đây sẽ là một cơ hội để mình theo dõi hai đội bóng, có thể nói là cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với câu lạc bộ Hà Nội ở V-League 1 năm nay thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Cuồng nhiệt của các cổ viên Hải Phòng, và chúng ta thấy đâu đó một vài bóng áo vàng của các cổ viên Nam Định. Hôm qua thì Nam Định đã để thua Cốc Nam Định với tỷ số là 2-0 trong trận đấu mà cầu thủ trẻ của Phạm Văn Soạn đã phải nhận chiếc thẻ đỏ sau pha phạm lỗi rất thô bạo với tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài, đội trưởng của Cốc Nam Định. Ở vòng đấu tới thì Hà Nội cũng sẽ tiếp đón Nam Định trên sân Hàng Rẫy vào ngày 15 tháng 10 và mình cũng sẽ tới sân để theo dõi trận đấu này. Và các trận đấu tiếp theo của V-League 1 thì mình cũng sẽ cố gắng theo dõi. Dù thời gian này thì mình cũng không thực sự dư giả thời gian cho lắm. Các bạn hãy theo dõi những trận đấu của V-League hôm nay theo góc nhìn của mình ở trên Sanji Vlog. Các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn rất là nhiều. Như vậy là sau một thời gian theo dõi thì không chỉ là phía các cổ viên Hải Phòng mà cả phía các cổ viên Viettel cũng có những bóng áo vàng của các cổ viên Nam Định đến theo dõi trận đấu này. Một hình ảnh rất thú vị trong trận đấu tấp điểm vòng thi đấu thứ 18 của V-League 1 2022 này. Rất thú vị trên sân. Đây là chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn, người đã đóng góp rất nhiều trong đội cảng trong thời gian vừa qua. Còn cao thủ hai đội cũng đã bước ra sân đây rồi.
đấu xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đề nghị toàn thể quý vị nhiệt liệt chào mừng. Đề nghị quý vị khán giả dành một tràng pháo tay dành cho đội bóng. Trong hàng đấy thì thường sẽ không có nghi thức hát quốc ca. Các cổ động viên Hải Phòng đang hát quốc ca. Tôi biết rằng là nghi thức hát quốc ca ở V-League hôm nay thì là nghi thức không bắt buộc. Một số sân thi đấu thì sẽ có hát quốc ca như sân lịch hay. Hay trong một số trận đấu quan trọng, chính trận đó thì sẽ không có nghi thức hát quốc ca. Hai đội đều đã sẵn sàng cho trận đấu ngày hôm nay. Và chính thức trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Trần Đình Thịnh. Đội trưởng của câu lạc bộ tiếp theo vẫn là cái tên quen thuộc, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Và đội trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng là tiền vệ Hải Huy. Trong đó bên phải rõ của chúng ta sẽ là câu lạc bộ Việt Theo với bộ trang phục áo trắng và trắng rất trắng. Đội chủ nhà Việt Theo sẽ đội bóng ra bóng trước. Tất cả đều sẵn sàng cho trận cầu tâm điểm của vòng thi đấu thứ 18 giải bóng quốc gia Nai Quốc với 1/2022. Một trận đấu đã được bắt đầu. Dũng, Xuân Kiên, Kiên nào trong cái tên thì nó rất tốt ở mùa giải năm nay ở phía hậu vệ trái. Nhâm Mạnh Dũng, rất hay. Hoàng Đức, Hữu Thắng, Văn Tới. Hôm nay Văn Tới và Tiến Dũng sẽ là bộ đôi trung vệ của Hải Phòng. Sự có mặt của Văn Tới thì em Pan Đê cũng sẽ trở về. Vị trí quen thuộc của mình đó là vị trí tiền đạo. Đình Triệu. Giovanni bắn vào rất tốt. Hoàng Đức. Tốc độ của Hoàng Đức. Tốc độ của Hoàng Đức. Làm gì? Chuyền đi đường sút. Thôi căng ngang. Căng ngang không được. Hưng là một trong ba cầu thủ ghi được bàn thắng nhất ở trận bảng năm nay với 2 pha lập công. Người ghi mùa là thứ 2 trận phòng đó là Joseph Mbande với 5 pha lập công. Còn người ghi bàn nhiều nhất trận phòng tất nhiên rồi, tên quen thuộc, người đang là vua phá lưới, đang đặt ở đứng đầu danh sách ghi bàn của giải đấu vua phá lưới V-League 2020, đó là Romario Golden với 13 pha lập công. Bàn thắng vào lưới của Hoàng Gia Lai ở vòng đấu trước đã là bàn thứ 13 của Romario ở mùa giải năm nay. Ngay thì sự mùa giải bùng nổ của Romario. Ở trận đấu sớm của vòng thi đấu thứ 18 thì SCB Đà Nẵng đã để thua 0-4 trước Vinmec Bình Dương trên sân nhà Hòa Xuân. Trước đó thì tiền đạo của quốc gia Việt Nam Tiến Linh đã có một cú đúp. Nhưng mà là trong 2 trận đấu gần nhất thì Tiến Linh đã có 3 bàn thắng, 1 bàn thắng vào lưới Hà Nội và 2 bàn thắng vào lưới SCB Đà Nẵng. Trong khi đó thì vào ngày hôm qua đã ra 2 trận đấu. Lúc 18 giờ Nam Định để thua 0-2 trước Tâm Lâm Bình Định trên sân nhà. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sài Gòn đã để thua trước câu lạc bộ Trung Hòa Thanh Hóa một cách rất đáng tiếc với tỷ số là 1-0. Như vậy là với tình hiện tại thì gần ngày hôm nay một trong hai đội bóng này giành chiến thắng thì khoảng cách giữa và Hà Nội sẽ chỉ còn là 3 điểm. Nếu ngày hôm nay hai đội hòa thì họ sẽ đều có 29 điểm. Họ sẽ giữ nguyên vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Khi vị trí thứ 2 đang thuộc về Tâm Lâm Bình Định sau khi họ đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Nam Định ở vòng đấu vừa vào tháng này. Danh sách ghi bàn với hiện tại thì Tiến Linh sau cú đúp vào lưới của SCB Đà Nẵng ở vòng đấu này đã vươn lên vị trí thứ 2 với 8 phát lập công. Xếp dưới Tiến Linh đó là Giovanni của Việt Theo với 7 bàn thắng.
Và nếu như ngày hôm nay Giovane có được bàn thắng thì anh sẽ san bằng số bàn thắng với Tiến Linh. Dẫn đầu hiện tại vẫn đang là Rimario với Vera Pha Lộc Công. Đây là trận đấu rất đặc biệt khi Hải Phòng đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất mùa giải. Trong đó thì tiếp theo là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải. Hà Nội còn dự đứng đầu bảng nhưng họ không có được thành tích này. Họ không phải đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất và cũng không phải là đội bóng người ít nhất. Tuy nhiên họ có nhiều chiến thắng nhất ở mùa giải năm nay. Đó là điều dễ hiểu giúp cho họ đang có được vị trí rất tốt cho bản thân ạ. Và bóng ra hồng lý cầu thủ Thái Nguyên mạnh. Lần này họ đánh khoáng trở lại gần như là khó có cơ hội có mặt trong top 3, chia top 5 thì đừng nói là một cú đua vô địch. Họ đã thiếu dưới sức của mùa giải năm nay. Và nếu cộng thêm với trận đấu ngày hôm nay nữa, nếu họ để thua trước Thành phố Hồ Chí Minh thì đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp Hoàng Gia Lai không biết đến mùi chiến thắng. Nhưng mà Hoàng Gia Lai chỉ không thực sự phù hợp với việc trận đấu thiếu đường dài như thế này. Hữu Thắng đã lên tiếng 1-0 dành cho Viettel. Đình Triệu rất tốt nhưng Hữu Thắng rất tiếc. Đình Triệu có thể thắng được cú sút của Hoàng Đức nhưng sau đó pha bật ra tuyến 2 thì Đình Triệu đã không thể giành thắng trước cú sút của Hữu Thắng. Một bàn thắng rất đẹp. Mình rất tiếc là vừa rồi thì mình đã không thể quay lại được bàn thắng vừa rồi. Rất lạnh. Với cổ viên Hà Nội như mình thì mình đang cảm thấy rất lạnh khi mà đội bóng của mình đang đứng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Từ trận đấu đầu tiên Hà Nội không thể thi đấu thì Hà Nội luôn luôn đứng cuối bảng xếp hạng. Nhưng sau khi họ có những trận thắng quan trọng thì họ dần dần vươn lên và chiếm lấy vị trí đầu bảng. Mình cũng hy vọng là năm nay Hà Nội sẽ vô địch V-League. Trong Ngọc Quang đường truyền ra dành cho Triệu Việt Hưng. Tạt bóng vào rồi lẽ đã có lớp biệt vị. Và phối hợp giữa bộ tứ Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Evande và Rimario. Dù là Viettel hiện tại đang rất bởi huấn luyện viên Benji luôn, nhưng như mình đã nói ở những góc trước thì đội trưởng chính bên phía Viettel vẫn là trợ lý huấn luyện viên Hải Biên. Chứ ông Hải Biên vẫn sẽ là người quản lý về mặt chiến thuật đội bóng này. Trong đó huấn luyện viên Benji thì ông sẽ chú trọng về mặt thể lực cho các cầu thủ Viettel. Tranh chấp giữa Moses và Hoàng Đức. Không có lại phải vàng cho cầu thủ nào nữa nhưng có lẽ là phải vàng dành cho Hoàng Đức. Đang kiên trì với kiểu đá phóc cầm thấp của mình. Cũng từ một đá phóc thì Hải Phòng đã từng có bàn thắng vào lưới của Hoàng Gia Lai. Đó nói trước. Đó công của Mario. Bắn đầu đi dội sang thân thành của Nguyên Mạnh. Và phá đầu của Empande. Chỉ lại kéo ghế lại đây, anh ngồi đây này. Và đây đã trở lại tiền đạo ở giai đoạn 2 lịch năm nay. Sau khi anh đã có những trận đấu thi đấu tại vị trí trung vệ, vị trí trung vệ sở trường đối với em Bande. Chúng ta biết rằng là với huấn luyện Chu Đình Nghiêm thì không gì là không thể. Ông luôn luôn có những sự thử nghiệm để đó là có phần điên rồ nhưng có phần hiệu quả. Đến trường hợp của Duy Mạnh từ vị trí tiền vệ xuống vị trí trung vệ, hay là Thanh Trung thiếu vị trí tiền đạo
bên cạnh vị trí trung vệ ra. Đó là những sự thử nghiệm đã từng đem đến những thành công cho cá nhân vị huấn luyện viên này cũng như là đội bóng mà ông dẫn dắt, đó là công bò Hà Nội. Bây giờ Hải Phòng thì ông đã có những thử nghiệm khi cho Evander xuống đá vị trí trung vệ. Thử nghiệm này đã không thực sự tốt khi Hải Phòng đã phải đón nhận khá nhiều bàn thua ở dạng lượt đi. Và với sự có mặt bắn tới thì Evander đã được trở lại vị trí sở trường của mình. Khá nguy hiểm. Lên bóng cho Viettel, đây là Giovane. Có phải làm thứ hai không? Giovane vẫn đang là Giovane. Chuyền đi đường sút. Không vào. Lần này thì Hữu Thắng đã không thể chiến thắng trước Đình Triệu. Còn sẽ có 1 phút bù giờ. Có thể là sát loa cho nên là tất cả thông tin của mình đều nắm rất rõ. Anh chỉ có một phần hơi giật mình. Phản công dành cho Hải Phòng. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của một trận đấu này dành cho đội khách. Cú Hải Phòng đang mang lên rất lớn rồi. Bàn thắng sang bằng tỷ số 1-1 có đến hay không? Đứng trước bóng đang là đội trưởng Hải Huy. Hoặc là trả ra tuyến hai. Hoặc là thực hiện một đường truyền. Đó là một pha đá bóng không chính xác của Hải Huy. Hàng này là một cú đá phạt ở tầm cao. Mình một trận đấu đã được khép lại với tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Theo với người ghi bàn thắng đó là Hữu Thắng. Và chúng ta đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo của hai trận đấu này sau 10 phút nghỉ giữa hiệp. Qua thì Trung Linh đã có được một bàn thắng có thể nói là rất đẹp mắt, siêu phẩm vào lưới của câu lạc bộ Nam Định. Các bạn trở lại với sân hàng đấy để theo dõi tiếp hiệp 2 trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng. Một trận đấu được khép lại với tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Viettel vẫn giữ bàn thắng đó là Nguyễn Hữu Thắng. Và ở hiệp 2 này thì ngay lập tức câu hỏi phóng đấu một số đẹp người. Phú Nguyên đã được đưa vào sân. Sự gia tăng trận công của Hải Phòng. Và ba trận đấu đã được bắt đầu. Hiệp 2 thì hai đội xếp đổi sân. Đội chủ nhà bên trái bảo vệ công môn tay trái. Chúng ta có các bạn trong khi đó thì đội khách Hải Phòng bảo vệ công môn bên phía tay phải. Đó là chúng ta. Di Thường. Hữu Thắng. Hoàng Đức. Một lần mà đấu mà Hoàng Đức đã chơi rất tốt. Nhờ những pha tấn công nguy hiểm. Hơi sâu dành cho Hữu Thắng. Bây giờ người dưới sân đó là Triệu Bình Hưng. Phú Nguyên cũng đã từng có được bàn thắng vào lưới của Viettel ở mùa giải 2021. Trong trận đấu mà Hải Phòng có được chiến thắng 1-0 kèm tối thiểu trước Viettel. Xem đoán đấy. Rất thoáng, đây là Hải Huy. Evander. Sút như chuyền dành cho Nguyên Mạnh. Ngọc Quang. Sẽ có thể thẻ vàng dành cho Phước Ngọc.
vàng thứ hai trong trận đấu này. Nó đều thuộc về các thủ đội khách. Đang có những phản ứng từ vị trí của ban luyện câu lạc bộ Hải Phòng. Huấn luyện viên Nghiêm có lẽ cũng đang không giữ được bình tĩnh trong tình huống vừa rồi. Rồi các cổ viên Hải Phòng đã hét lên trọng tài sáng suốt. Sau chiếc thẻ vàng dành cho Hồng Phát Ngọc. Quen thuộc khi các trợ lý phải giữ để thu hình nghiệm lại trong những pha bóng tranh chấp nóng trên sân. Hình ảnh quá quen thuộc đối với những cổ viên Hà Nội như mình. Quan trọng là phải giữ được cái đầu lại trong tình huống như thế này. Mà sẽ có thẻ vàng dành cho huấn luyện Chu Đình Nghiêm. Phản ứng và thẻ vàng là điều đương nhiên. Hôm nay Sơ Nghiêm rất căng mọi người ạ. Một phong cách quen thuộc, một ngành quen thuộc của Chu Đình Nghiêm. Khi khám rời sân, số 29 Trương Tiến Anh vào sân. Như vậy là Trương Tiến Anh, Đức Chiến và Hoàng Minh sẽ vào sân. Số 99 Nhâm Mạnh Dũng rời sân. Số 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh vào sân. Nhâm Mạnh Dũng, Hữu Thắng. Sẽ rời sân đây. Số 12 Hồ Khắc Ngọc rời sân. Số 21 Nguyễn Đức Chiến vào sân. Khắc Ngọc, Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng sẽ rời sân. Và lần lượt Đức Chiến, Hoàng Minh và Trương Tiến Anh sẽ vào sân. Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng chính là cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng cho Viettel ở trận đấu gặp Sao Lam Nghệ An trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của đội bóng lính trước Sao Lam Nghệ An trên sân Vinh. Hoàng Minh đã có được 4 bàn thắng ở V-League năm nay. Cầu thủ kép phụ rồi, có thể nói là anh đang âm thầm ghi bàn từng ngày và đang dần trở thành một phần quan trọng của Viettel ở giải năm nay. Góc Đình Triệu đã bắt bóng rất gọn gàng. Rồi có lẽ đã có một động tác thừa. Trọng tài Trần Đình Thịnh rút sẵn một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng. Chưa rõ thẻ vàng cho cầu thủ nào. Nhưng rồi thì đã có một pha bóng có thể nói là động tác thừa của cầu thủ tiếp theo. Số 10 Trương Ngọc Quang rời sân. Số 29 Nguyễn Văn Minh vào sân. Ngọc Quang sẽ rời sân và vào sân sẽ là hội cánh phải Văn Minh. Số 28 Hoàng Thái Bình rời sân. Số 86 Dũng Quang Nho vào sân. Sẽ là Dũng Quang Nho. Rất lâu rồi mới thấy Dũng Quang Nho thi đấu trong quá của Hải Phòng. Trong thời gian thì mình không thấy cầu thủ nào thi đấu. Mạnh Dũng cũng sẽ vào sân và rời sân. Số 8 Moses vào sân. Số 19 Lê Mạnh Dũng vào sân. Lê Mạnh Dũng vào sân. Lê Mạnh Dũng chưa cầu thủ đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng tại Cúp Tứ Hùng sân Quảng Ninh Kon Tum diễn ra trên sân Lán Chay. Từ đó thì Hải Phòng đã cầm hòa Viettel tỷ số là 1-1. Và chính Lê Mạnh Dũng đã có một siêu phẩm để giúp cho Hải Phòng bàn thắng san bằng tỷ số. Và để một bóng rất nguy hiểm nghe coi tấn công của Viettel rất trống trải. Hoàng Minh công vào. Thế mà còn công vào. Hoàng Minh đã không thể giành thắng được trước Đình Triệu. Người bị đau đó là Hoàng Minh. Nhưng mà sân Hoàng Minh đã bị đau. Vậy không cần cám Hoàng Minh vẫn đứng dậy được. Sẽ cần thêm một chút thời gian để cho cầu thủ này có thể trở lại sân. Hoàng Minh đã có một cơ hội và anh đã bỏ lỡ. Cơ hội rất đáng tiếc. May mắn cho Viettel khi họ đã không đón nhận thêm một cầu thủ nữa bị chấn thương. Thanh Bình. Ngoài Huy đi Mario. Cầu vào. Một thoáng tắt đi bên phía cầu thủ Viettel. Như vậy sẽ có một
Kèo đang dẫn trước 1-0. Anh rất mong manh. Bây giờ sẽ phải chịu đựng là phạt 1 mét nữa. Đó, bạn chắc chắn là không biết là không khí của các cổ bên này có như thế nào đúng không? Các cổ bên này có được ăn mừng hay không? Đứng trước bóng đang là Rui Mario. Rui Mario và thủ môn Nguyên Mạnh. Liệu bàn thắng thứ 14 cho Rui Mario một giải năm nay hay không? Rất hồi hộp. Rui Mario! Như vậy vẫn có bàn thắng cho thủ môn Hải Phòng. Ghi bàn cho câu lạc bộ Hải Phòng. Tỷ số trận đấu hiện tại câu lạc bộ Việt Nam 1, câu lạc bộ Hải Phòng 1. Hai đội sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đá phạt cho Hải Phòng. Với quả một đều hiện tại trên sân hàng đấy thì hai đội vẫn sẽ đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Tiếp theo đứng ở vị trí thứ 3, trong đó Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 4. Và hai đội sẽ có cùng 29 điểm. Phạt góc dành cho Hải Phòng. Nhiệt tình các cổ động viên Hải Phòng này thì chắc chắn cao thủ trên sân cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm cho họ được phụ lòng. Bóng nằm ngọn trong tay của Nguyễn Mạnh. Thứ 14 Nguyễn Hải Huy rời sân. Thứ 6 Martin Lò vào sân. Martin Lò sẽ vào sân để thay thế dành cho Hải Huy. Mong đội trưởng của câu Hải Phòng được trao lại cho Rui Mario. Cầu thủ đã gần thắng sát bằng tỷ số. Phút vừa giờ là cho hiệp 2. Bên nằm sân đó là Rui Mario. Bóng tới thì cả hai đội đều sẽ làm khách. Tiếp theo sẽ làm khách trên sân của câu lạc bộ Sài Gòn vào ngày 14 tháng 10. Trong đó thì Hải Phòng cũng sẽ làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Ở trận đấu của Sài Gòn thì Viettel sẽ gặp đội bóng đang có phong độ có thể nói là không được tốt, đó là Hoàng Gia Lai. Trên sân đội Hoàng đấy vào ngày 18 tháng 10. Trong đó thì Hải Phòng sẽ có trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội trên sân Đồng Chay vào ngày 23 tháng 10. Văn Minh vẫn đang là Văn Minh. Phản góc dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Có bất ngờ nào xảy ra ở những phút cuối này hay không? Các cầu thủ Hải Phòng đang cổ vũ rất sung. Đến trước ở phản góc sẽ là Dụ Quang Nho. Quang Nho Kèo vẫn đang chơi tập trung. Mạnh Dũng tiếp tục sẽ quả phạt dành cho Hải Phòng. Giống trận đấu gặp Hà Nội trên sàn đấy thì Hải Phòng cũng đang có những đường tấn công nguy hiểm phần cuối trận. Rui Mario không vào. Nhưng mà trận đấu khép lại, tỷ số là 1-1. Nguyễn Mạnh đang có những tranh cãi với trọng tài Trần Đình Thịnh. Nó đang có những cầu thủ đang nằm sân. Một trận đấu rất nóng. Nguyễn Mạnh đang có những sự không hài lòng với
trọng tài Trần Đình Thịnh. Một đều là dấu tích của trận đấu này. Hai đội Hải Phòng và Viettel sẽ vẫn bằng điểm nhau với 29 điểm. Viettel đứng ở vị trí thứ 3, trong đó Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 4. Những diễn biến khó lường của V-League vẫn sẽ tiếp tục ở trong trận đấu tiếp theo. Nó rất nóng, nó rất hay trên sân Hoàng Đẫy trong một ngày chủ nhật. Trời Hà Nội trời đổ mùa đông giữa mùa thu. Các bạn đã theo dõi vlog này và đừng quên like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo.